Dạ vâng, em chào các bác nhé. Chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của Điện thoại Dũng Kiên, có địa chỉ tại Cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Số điện thoại liên hệ là 0971336559 và số thứ hai 0978336559. Bên em chuyên bán buôn bán lẻ các dòng iPhone các bác nhé. Hôm nay em lại về một lô iPhone 11 Pro Max 64GB các bác nhé, bản quốc tế. Nhà em chỉ làm bản quốc tế thôi. Đấy. Đây, một lô đây các bác nhé. Đây là màu vàng gold này. Vâng, một con rẻ đây, em về để cạnh tranh. Hai con này là hàng 99% các bác nhé. Đấy. 11 Pro Max bản 64GB. Em sẽ quay chi tiết từng cây một các bác nhé. Đây là cây màu vàng gold này. Quay rất là chậm, chi tiết cho các bác nhìn sườn nhé. Bao zin từ A đến Z cho các bác nhé. Quay rất là chậm cho các bác xem này. Không có một vết sứt mẻ nào các bác nhé. Hàng đẹp keng các bác nhé. Nâng zin này. Bao zin từ A đến Z luôn. Cây tiếp theo đây các bác nhé. Đấy, rất là đẹp. Nô này em đang bán với giá là 13.500.000 đồng các bác nhé. 13.500.000 đồng. Đấy, rất là đẹp các bác nhé. Em quay từng cây một. Bao ship toàn quốc. Cái hàng này các bác chỉ cần đặt cọc 500.000 đồng. Còn đâu các bác nhận được máy, kiểm tra máy và thanh toán cho shipper của em. Đấy, toàn màu vàng gold rất là đẹp các bác nhé. Đấy, 13.500.000 đồng. Màu trắng này các bác này. Tất cả là bản Mỹ các bác nhé. Quay rất là chậm cho các bác này. Bao zin từ A đến Z, từ nâng cho đến mặt màn hình trở đi các bác nhé. Đấy. Đây, quay rất là chậm, chi tiết cho các bác này, không có sứt mẻ nào các bác nhé. Quay cho các bác xem từng cây một. Vâng, đây là một cây. Cây này là đã thay nâng, nhưng mà thay nâng zin các bác nhé. Đấy. Cây này rất là rẻ các bác nhé, 12.500.000 các bác này. Đây này, cái khe hở nó to này, nó có nòi keo thì các bác này, nhìn kỹ này. Đấy. Em báo luôn là thay nâng, còn đâu là bao zin hết cho các bác, từ A đến Z nhé. Trừ cái nâng này là nâng thay, thay từ con máy khác sang, nó cũng là nâng zin các bác nhé. Rồi, em đã mở bên trong máy ra kiểm tra rồi. Cây này là nâng thay. Rồi, nhìn từ bên ngoài, nhìn thật kỹ là phát hiện ra các bác nhé. Bình thường những cái khe hở này nó rất là bé, bởi vì cái gì nó là rời nó sẽ có khe hở. Nhưng con này khe hở rất là to này này. Là hàng thay đi các bác nhé. Keo thì hơi nòi ra này. Con này chỉ có 12.500.000 thôi các bác. Rẻ 1 triệu đồng luôn. Rất là rẻ các bác nhé. Đấy. Rẻ 1 triệu đồng luôn. Bác nào thích thì alo cho em. Em vẫn bảo hành cho các bác 6 tháng. Tháng đầu nỗi đổi mới. Báo luôn là thay nâng. Còn bao zin từ A đến Z luôn. Đây là những cây màu xanh các bác nhé. Màu xanh bóng đêm. Đẹp keng đây các bác này. Bản Mỹ quốc tế luôn. Nguyên zin nguyên bản các bác nhé. Đấy. Đây, nâng zin nó khít thế này các bác này. Các bác nhìn này, ôi, nó không có một tí khe hở nào các bác nhé. Rất là khít luôn. Đây, cây màu xanh nha các bác này. Nâng zin này. Ôi, nó khít khít này các bác này. Hàng thay thì lúc nào nó cũng có khe hở, bởi vì nó đã bị mất cái lớp gioăng các bác nhé. Lớp gioăng viền. Những bác nào có vị trí địa lý gần nhà em có thể qua xem trực tiếp các bác nhé. Địa chỉ nhà em thì vừa em báo rồi. Còn những bác nào có vị trí địa lý cách nhà em từ 2 đến 30 cây có nhu cầu thì alo trực tiếp cho em qua hai số điện thoại, em sẽ ship tận nhà cho các bác nhé. Em sẽ sao lưu cho các bác hình ảnh danh bạ, rồi cài đặt Zalo, Facebook từ A đến Z cho các bác nhé. Đây là vết bản các bác nhé. Rất là đẹp. Đây, màu trắng này.
tất cả đẹp keng hết các bác nhé. 13.500.000 đầy đủ phụ kiện từ A đến Z đầy đủ hết. Đây là riêng cây này đây, hình thức này rất là đẹp. Cây này là pin zin của 100%, nguyên zin nguyên áp, sạc 273 lần, sản xuất ngày 22 tháng 3 năm 2020. Cây này rất là đẹp, tất cả rất là đẹp các bác nhé. Nhưng tại sao em nói là hàng 99, đây em chỉ cho các bác xem này. Đây này có một vết này màu hồng này các bác này. Chỗ này là không biết là bị cái không hóa chất gì nó rơi vào các bác nhé, bị bạc màu đây các bác này. Là em báo 99%, còn nguyên zin nguyên áp ấy các bác nhé, pin 100%. Như thế này là em coi là hàng 99% các bác nhé. Đây các bác nhìn này. Đấy. Và cây màu xanh này, pin 100%, sạc 16 lần, sản xuất 22 tháng 8 năm 2021, sản xuất rất là cao các bác nhé. Đây mà quay cho các bác xem này. Cây này thì trong quá trình vận chuyển thì nó bị một tí. Đây các bác. Vận chuyển nó bị một tí này. Đây các bác, rất là đẹp các bác nhé. Đấy, cho các bác xem, rất là đẹp luôn các bác nhé. Hai cây này các bác có nhu cầu thì alo trực tiếp cho em. Hai cây này em đang bán với giá là 14 triệu các bác nhé. Bởi vì nó là hàng siêu phẩm, pin rất là cao, sản xuất rất là cao các bác nhé. Đấy. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho em, nguyên zin nguyên áp. Một cây sản xuất năm 2021, một cây sản xuất năm 2020 rất là cao. Nhưng mà em báo luôn là nó hàng 99% cho các bác xem, đến lúc gì các bác nhận được thì nó lại bảo là nó không chuẩn, theo hàng em báo là cũng không ok các bác nhé. Em báo giá một số hàng em đang có sẵn các bác nhé. iPhone 7 Plus 128GB đẹp keng, giá chỉ 4.500.000 đồng. 7 Plus 32GB đẹp keng, giá 4 triệu đồng các bác nhé. iPhone 7 32GB đẹp keng, giá 2.800.000 đồng. iPhone 7 128GB đẹp keng, hàng trưng bày chưa qua sử dụng, 3.200.000 đồng, bán nốt các bác nhé. iPhone 8 hàng 99%, 3.600.000 đồng các bác nhé. iPhone 6S Plus đây, bản 32GB đẹp keng, hoàn toàn màu xám đồng chuột, 3 triệu đồng, đầy đủ phụ kiện ốp nâng sạc cường lực tai nghe. iPhone 6S Plus bản 64GB đẹp keng, 3.300.000 đồng, đầy đủ phụ kiện ốp nâng sạc cường lực tai nghe. iPhone 6S Plus bản 128GB, bản này quá cao cấp luôn, lưu cả thế giới luôn các bác nhé, 3.500.000 đồng. Đây là em bày một số mặt hàng thôi, còn bên trong kho nhà em ở đây là vẫn còn này, rất là nhiều em không bày ra bởi vì nó chật các bác nhé. Trong kho nhà em vẫn còn, đây còn đây các bác này. Còn chưa bày ra hết rồi các bác nhé. iPhone 8 Plus quốc tế đẹp keng, 64GB, màu vàng gold và màu đen các bác nhé, 5.600.000 đồng, đầy đủ phụ kiện. iPhone X còn một cây duy nhất đẹp keng, bán nốt bằng 8 Plus này là 5.600.000 đồng. iPhone XS màu đen đẹp keng, đã thay pin mới 100%, giá chỉ 6 triệu đồng các bác nhé. iPhone XS Max màu vàng gold, 64GB đẹp keng, pin cao các bác nhé, giá chỉ 9 triệu đồng. iPhone XS Max đẹp keng bản 64GB màu đen và màu trắng đẹp keng các bác nhé, 8.500.000 đồng. iPhone XS Max 256GB đẹp keng, 9.500.000 đồng. iPhone 11, cái Note 11 hôm qua về nay còn có 2 cây thôi các bác nhé, bán rất là nhanh. iPhone 11 đẹp keng các bác nhé, còn màu vàng và màu xanh ngọc các bác nhé, giá chỉ 9 triệu đồng, đầy đủ phụ kiện ốp nâng sạc cường lực tai nghe. Đây là iPhone 11 Pro Max hôm nay về đây các bác nhé. Duy nhất một cây thay nâng, nhưng mà là nâng thay là nâng zin. Em báo luôn là thay nâng nhé, dễ. Đây nâng thay nâng nhưng mà thay nâng zin các bác nhé. Độ hở rất là cao đây các bác này. Đó là nâng thay thì nó sẽ có độ hở. Giá chỉ 12.500. Còn tất cả hàng đẹp keng này em hôm nay em bán giá chỉ 13.500 các bác nhé.
Tất cả đẹp keng hết, duy nhất hai cây siêu phẩm này giá 14 triệu các bác nhé. Pin 100% sạc 16 nần và 100% sạc 273 nần. Đấy. Bác nào có nhu cầu thì xin hệ trực tiếp cho em nhé. Các bác đang xem chương trình bên em mà chưa đăng ký thì hãy bấm vào nút đăng ký kênh. Còn những bác đăng ký kênh rồi thì cho em một nút like để em có động lực tìm kiếm những mặt hàng gọi là siêu phẩm về cho các bác nhé. Mà xin được tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào video lần sau.